Hello mọi người, trong những ngày qua khi mà mọi người coi các cái trận đấu của World Cup á, mọi người sẽ thấy là có những cái cảnh quay được quay từ trên không trung rất là ấn tượng khi mà lia theo các cái đội tuyển á, thì mọi người có thắc mắc rằng là nó được quay bằng cái thiết bị gì hay không? Quay bằng trực thăng nè, hay khinh khí cầu hay bằng cái gì? Thì ngày hôm nay Quỷ sẽ hé lộ cho mọi người là cách quay như thế nào và thiết bị đặc biệt nào để sử dụng để có những cảnh quay này nha. Đó chính là hệ thống Spider Cam, hay còn gọi là camera chân nhện, nó có thể di chuyển khắp trên toàn bộ sân. Để Quỷ chia sẻ một chút về hoạt động của nó nha. Ở bốn cái góc sân vận động thì sẽ là có bốn cái hệ thống động cơ tời được đặt ở đó. Rồi từ đây một cái sợi cáp sẽ được nối thẳng lên trên trần sân vận động. Nó sẽ cao lên tới khoảng chừng 20 cho tới 30 mét. Rồi nó mới nối về cái máy quay ở giữa sân. Nhưng mà cái sợi cáp này nè, không phải chỉ là một sợi cáp di chuyển bình thường đâu, mà bên trong á, là nó còn có các cái sợi cáp quang. Nó sẽ được kết nối để truyền tín hiệu về trong cái camera điều khiển. Đây là cái hệ thống tời mà hiện đại nhất hiện nay nha. Nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 9 mét trong vòng 1 giây, và mỗi một cái chiều là 250 mét cho chiều dọc và chiều ngang. Mọi người thấy nó xịn sò chưa? Và để điều khiển thì cần phải có hai người. Một người á, là sẽ điều khiển cái việc mà camera di chuyển như thế nào ở trên sân, và một người thứ hai là sẽ điều khiển các cái góc quay của máy. Và bây giờ thì mình nói về cái máy quay nha. Tổng trọng lượng của cái máy quay này là khoảng chừng 8kg, và bao gồm cả luôn cả ống kính rồi pin cho tất cả mọi thứ nữa. Độ phân giải của cái máy quay này là 8K, và ôi là nó siêu nét luôn. Cứ một lần mà sạc pin á, thì sẽ dùng được khoảng chừng 4 tiếng. Còn về giá thì chưa bao giờ được công bố một cách chính thức, nhưng mà nghe đồn là cũng lên tới con số gần chục triệu đô. Một con số thiệt là quá khủng khiếp. World Cup là một trong những cái sự kiện thể thao đẳng cấp nhất của thế giới, bởi vậy nên các thiết bị ghi hình và các cái phương tiện sử dụng ở đây nó cũng hàng đầu luôn, chứ không bao giờ mà đứng thứ hai nha. Sao mọi người có ấn tượng với lại cái hệ thống Spider Cam ở tại World Cup không? Nếu mọi người còn muốn tìm hiểu thêm những cái hậu trường nào thú vị thì cứ comment cho Quỷ nha. Quỷ biết gì thì sẽ chia sẻ cho mọi người, sẽ đi quay cho mọi người xem. Tạm biệt mọi người.